Đấy. Này à, xe không chạy luôn. Ui à, HT Computer cơ sở mua máy tính giá tốt nhất thị trường. Hỗ trợ trả góp không đồng với thủ tục cực kỳ nhanh gọn trong vòng 5 phút. Bảo hành 12 đến 36 tháng tùy vào các linh kiện. Đặc biệt, lỗi đổi cây mới trong thời gian bảo hành. Lắp đặt miễn phí bán kính 20 km, tặng ngay bàn phím, chuột, loa, đồng hồ LED, 30m dây mạng và tấm lăng chuột. Còn chần chừ gì nữa, liên hệ ngay hotline 0989 224 244 anh em nhé. Chồng, đùa ông Đắc Huy ơi, ông lồng nhạc là được rồi, ông cáp cụt giật lại đau mắt quá. Eo ơi, thật sự, như kiểu là mấy bà cô ấy, như kiểu là lồng nhạc của mấy bà cô mà kiểu ảnh xong bắt đầu hoa hồng, dài xuống ấy. Ông Huy ơi, ông cũng FPT đấy, ông cũng công nghệ thông tin đấy, chỉnh độ về máy tính của ông bằng không đấy nhá. Tôi bắt đầu tôi nghi ngờ về cái sự học của ông đấy. Ông kêu là ông học từ bé đến lớn chỉ biết học với học mà ông này chết tôi. Mấy anh em công nghệ thông tin bây giờ toàn Quát Quỳnh với Đắc Huy này, chết tôi thật. Ngô Tất Tố. Ngô Tất Tố thì em nghĩ sao về con Oriana của anh nhở? Được đấy. Yes, sir. Quả này nhất xạ tứ nô đi. Để anh búp thêm cả cho thằng cốc mo nữa. Lại nhờ em nguyện kéo ranh à. Bây giờ già cả rồi thì thôi, nhờ các em thôi, bầu víu vào các em một tí thôi. Giờ có anh có em mà nhờ tay anh em giúp thôi. Em không có thông tin blue, anh cắm cho em con mắt được không? Blue mình đúng không? Blue mình. Nó mà chưa cướp thì nó ao em, nó bị em ao hay được mà. Cắm đây này. Anh bị thọt lấy, anh cắm tạm anh ra lên đấy. Được kìa. Chỉ luôn đấy, 24 tiếng bình thường mà. 22 đi. Đứng đây này. Oh hello, yeah. Rồi. Got you, homie. Chết em ơi. Không, lớp nổ tanh, con này khí sát lực mạnh lắm. Rồi em cũng bị sát lực tướng nhìn luôn. Ơ, thằng này không rờ là em à, em bọc không? Bọc luôn. Quá chắc còn lát đúng không? Hết luôn đó. Cứ đuổi đi, cứ đuổi đi anh. Cứ đuổi đi anh, em có lát rồi, em lát thôi đi. Còn lát đấy. Nó cũng còn lát đúng không? Nó hồi rờ rồi. Lỗ thế nhỉ? Lỗ vai liền. Khá dích anh ơi. Có khá dích. Giở ra sâu cũng giở hơi này. Em ép cái đầu được rồi. Em ăn sâu đây anh cover đâu. Em bỏ sâu, em chạy cái bét cái boss đây. Đấy, khá dích anh ơi, khá dích sâu. Nó nhảy vô là em rờ luôn này. Nếu mà nó nhảy vô là em rờ. Ui giời ơi. I'm joking! Stop! 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 Ah, I'm joking! Còn lưu không còn rồi. Không còn lại gì rồi. Không còn gì luôn à? Ở đây rồi. Anh được hai vạch trụ quá. Dịch chuyển sau anh kìa. Dami la mổng. Này nếu mà thằng Lami nó về đường này đánh không? Anh gì cho nó chạy qua đây đã. Đấy, anh đứng đi đấy, anh đứng đây cho nó chạy qua đây này. Này. Chết cả anh. Khổ quá. Cày thế, con Ahi với con Kha-chick. Con Ahi con Kha-chick con lao đỡ được. Để đọc đường cút rồi. Farm thì ok nhưng mà đánh nhau thua một vài mạng là cút luôn anh em ạ.
nhau một phần lại thua. Có mò huy. Em có rờ không? Ra đây làm với anh một phát, thằng này đi luôn nửa cây rồi. Em mệt nó lắm, nó lại có cái gì đó để chạy. Nó có cái rờ ấy, anh em làm đẹp nó giết được. Đây cho em đứng gần anh cho anh chống cầu nhé. Nào, trước đây. Chết. Yes. Ê, em ơi. Thôi, anh ơi. À, mày bố mày đi. Ơ, mình mất nhảy kìa, Có cơ hội để xuất đây không? Có cơ hội. Nope. Ui giời, lại còn 5 mũi. Cố lên em. Hôm nay em mình phượng hoàng thôi. 3 thằng tốt rồi, 4 thằng. Thôi, chạy được á, chạy được lên á. Của các mau của em ơi. Bết được á, Phải dích bên này. Chơi đi. Alo. Có gì chơi đây đây. Chưa. Cái tăng tốc pha nó bóp mình luôn rồi. Chơi luôn. Cơ thần đá rescan 5.000 đồng. Dắt suy qua cổng kim cương. Nguyện thì tay lái tứ phương. Quỳnh là hòn đá chắn đường duy đi. Quá trình gian khó chia ly, chia tay anh Thủy mới khi bạc vàng. Lục bảo đồ khó làng nhàng, em cay ngô ngố chỉ màng ăn chia. Đường lên cao thủ còn khuya, thời gian sắp hết, Azoi sắp buồn. Anh bút tắt rồi em. Ok. Đây. Anh về này. Cần anh nhé. Phần này mình đỡ phần này. Đây góc này. Đây đi em. Đi ơi. Phải bởi rồi mà có cái máy sạc kích kích một phát là chết hai thằng luôn đây rồi. Bảy mít đâu, bảy mít đâu một sườn. Bảy mít. Đứng gần đi, đứng gần đi nha. Đó, làm vậy. Cứ thế này có khi đã gỡ được đấy. Gỡ lại, À đi không lát đấy. Nó chết rồi. Bị thiếu thiếu người. Hết ôi. Em chạy ra luôn này, gắn công phải thêm vài giây nữa. Em cho 10 giây nữa thôi rồi. Chỉ đang tầm luôn. 3 giây. Lấy con đi cho em. Đang con bà con rồng tải được đấy. Ba lon nữa không? Tao lại cứ tam con rồng xét thôi. Em ơi. Này. Này à, xe cũng chạy luôn. Ui như nào? Đùa vai lìn nó như kiểu thế biết thì đâm mà phải né nữa nhá. Nó đâm cái hướng thẳng anh đang chạy, nó đâm em nhưng mà tập nhiều em đỡ cái đâm rồi. Thế mà nó gõ cho em quét 700 máu. Bố khỉ. Anh mà chết là hết đấy. Anh không được chết đâu anh chưa. Anh đi góc dưới anh ơi,
bắn được, bắn được. Hay quá. Ê, em lết nhà, em lết nhà, em lết nhà. Ôi, nó có mắt rồi. Ăn đi, ăn đi, cứ ăn đi, cứ ăn đi, cứ ăn đi. Không ăn mà thua. Anh búp được, anh búp được, anh búp được. Cứ đỡ đi em ơi. Đánh nhau một tí, đánh nhau một tí, đánh nhau một tí. Trời ơi, không ai nhìn sao. Anh nhìn mà, nhưng mà làm thế nào bây giờ. Em cover nó nhưng em hết máu rồi. Đứng sát nó rồi cho nó không bị những cái nội tại rồi. Ahi. Chuyển kia đi, chuyển kia. Em nghĩ là anh cứ về đi, anh còn sống thì vẫn còn trên mắt. Ê, con Nami à, con Nami. Nami, em. Được rồi, lùi luôn. Lùi luôn, em búp em lùi luôn. Cái mắt. Em đừng ở đấy nữa nhá, anh đẩy với mic cao á. Rồi, em chỉ cover cho mọi người thôi. Ok. Đấy, ra combo nhá. Mana của anh hạn chế quá. Không sao, 500 đủ. Anh đứng góc này, anh lấy sai cho em. Và thằng Ari luôn sắp được thoát. Rồi. Em vào đi, em vào đi. Anh ăn được Baron, rồi. Được rồi, lại, đợi tổng năm, 50 giây. 50 giây, từ anh đi ghen á. Anh xuống lấy cái chuột boss thì cho lắm kìa. Anh thấy. Ôi, nó rồi, ra đây, Duyên. Nhanh. Em đâu? Đánh rồi không? Lùi đi, có tổng năm, lùi đi. Muốn cóc mò mà ra ăn cùng anh em mình là xong lâu rồi đấy, đuổi Lucian này. Lại bên bách về. Không, nó khỏe lắm em ơi, nó đẹp được hết đấy. Nó đẹp được hết vui nhỉ. Yên tâm, có Milo mà. Và vừa có Bison vừa có dầm bắn nhiêu cả. Chết được ngay đâu. Bắn luôn, bắn hết. Bắn giết hết luôn đấy. Giết hết luôn. Hay luôn. Cửa gì? Chẳng có anh Huy để lại một. Hình thường hai loanh quanh anh Huy ơi. Bọn nó đánh kinh luôn đấy anh Huy ạ. Em thật đấy. Thằng Kachiko này quỷ luôn đấy, em còn sợ đang kể thuê đây này. Em anh cứ đứng gần như này cho đôi nó để tầm. Em xài luôn. Anh búp được cho em, anh búp được cho em. Đấy. Không, anh hết rồi. Chết ai rồi, anh xoáy hai. Thôi, được rồi, để mít là win. Yeah, cái hết rồi, cái hết trong cảnh nhá. Bây giờ win là không thua đâu. Ôi giời ơi, game này anh thua là anh tụt đấy. Anh không dám nói với em từ nãy giờ, sợ em tâm lý. Game này anh phải hạt lắm đấy. Kìa. Anh không dám nói với em là game này anh tụt.